Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BYNTV 57.3. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 4 năm 2012. Thái Sơn cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và xin được gửi đến quý vị những tin tức thế giới vừa cập nhật được. Không quân Yemen đóng cửa phi trường Sana, tin từ Sana. Không quân Yemen đã đóng cửa phi trường thủ đô để biểu tình phản đối việc cách chức người chỉ huy trưởng của họ, là anh em cùng cha khác mẹ của cựu tổng thống Ali Abdullah Saleh. Xe nhà binh chở đầy quân nhân đuổi khỏi hành khách khỏi phi trường, ngăn cả phi cơ cất cánh. Hành động này của không quân là một thách thức đối với đương kim tổng thống Abdrabu Mansour Hadi, đã lên thay thế ông Saleh trong đầu năm nay. Ngày hôm qua, tổng thống Hadi đã cách chức chỉ huy trưởng không quân trong nỗ lực tái tổ chức lại quân đội đã chia rẽ trong thời gian biểu tình chống tổng thống Saleh. Nhiều đơn vị quân đội đứng về phía người dân, trong lúc những đơn vị khác tiếp tục trung thành với Tổng thống Saleh. Trong đầu năm nay, người biểu tình đã đòi chỉ huy trưởng không quân từ chức, làm nhiều phi trường bị tê liệt. Ngày hôm qua, Tổng thống Hadi đã cách chức chỉ huy trưởng không quân của tướng Mohamed Saleh, đưa ông ta về làm phụ tá cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc từ chối rời chức vụ và đóng cửa phi trường của tướng Saleh nói lên sự khó khăn của Tổng thống Hadi trong việc cải cách lại quân đội. Kính thưa quý vị, một bản tin từ Hatay, người tị nạn Syria trở về nước. Khoảng 200 người tị nạn Syria ở trại Rehali đã chất đồ đạc lên xe van để trở về nhà. Ông Moaseh Ali, 37 tuổi, nói ông ta trở về Syria để giúp chôn các người chết, không phải trở về vì đất nước đã có hòa bình và an ninh. Trong lúc một số người lên xe trở về, người Syria tiếp tục chạy qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để tạm lánh chiến tranh. Một viên chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đang đi thăm trại tị nạn nói lên quân đội Syria đã gài mìn phía bên kia biên giới để ngăn chặn người tị nạn. Những người tranh đấu ở Syria cho biết gài mìn tập trung từ thị trấn Harem đi đến bờ biển. Người biểu tình ở Bahrain xô xát với cảnh sát, tin từ Manama. Khoảng 5.000 người Syria đã xuống biểu tình ở phía bắc thủ đô Manama và đã xô xát với cảnh sát. Người biểu tình xuống đường đòi trả tự do cho ông Abdulhadi Onkawaza, là một trong 14 người cầm đầu các cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập trong năm ngoái. Ông Kawaza đã tuyệt thực trong 58 ngày, được đưa đến một bệnh viện để truyền thuốc trong ngày hôm qua sau khi sức khỏe của ông ta đã suy giảm một cách nhanh chóng. Bộ Nội vụ Bahrain nói rằng người biểu tình đã ném bơm xăng, thỏi sắt và đá vào xe cảnh sát. Xe cảnh sát đã được dùng để ngăn chặn người biểu tình. Đảo quốc Bahrain có đa số dân chúng là người Shia, nhưng gia đình quốc vương Khalifa là người Sunni. Người Shia đã nhiều lần đứng lên đòi nhà vua phải cải cách dân chủ. Các cuộc biểu tình lớn của người Shia tại thủ đô trong năm ngoái đã bị quân đội Ả Rập Saudi dẹp tan. Nhưng người Shia vẫn còn thường xuyên xuống đường tại những khu vực họ đang sinh sống. Các cuộc biểu tình cũng đã làm cho Bahrain phải trả giá. Giải đua xe Grand Prix của Formula One theo chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 20 đến ngày 22 tháng 4. Đã bị hủy bỏ vì tình hình bất ổn trong nước. Phó Tổng thống Joyce Banda tuyên bố lên thay thế chức Tổng thống, tin từ Lưu Long Quay. Phó Tổng thống Joyce Banda tuyên bố chiếu theo hiến pháp bà ta lên thay thế nắm quyền lãnh đạo quốc gia Malawi sau khi Tổng thống Bingu Kwa và Mutharika từ trần. Bà Banda đã được trưởng lý các nhà lãnh đạo quân đội ủng hộ đã nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Lilongwe, nói rằng bà ta kêu gọi dân chúng trong nước hòa bình, bình tĩnh, giữ hòa bình trong giờ phút đau buồn này. Bà ta ra lệnh cho các công sở treo cờ nửa cột, yêu cầu các đài truyền thanh và truyền hình trong nước chỉ đệm nhạc buồn trong thời gian để tang 10 ngày. Bà Banda cũng nói rằng đây là giờ phút tôn trọng bản hiến pháp, không nên thảo luận ai là người có quyền thay thế tổng thống. Sáng ngày hôm nay, đài truyền hình nhà nước Malawi chính thức loan báo tin Tổng thống Bingu và Mutharika từ trần. Hoa Kỳ là nước viện trợ chính cho Malawi đã tuyên bố không muốn thấy sự chậm trễ trong việc đưa bà Banda lên thay thế chức vị Tổng thống. Theo hiến pháp, Phó Tổng thống Joyce Banda là người đầu tiên được đưa lên thay thế, nhưng bà ta đã bị trục xuất ra khỏi đảng cầm quyền DPP trong năm 2010. Cho nên sự thay thế có thể trở nên phức tạp. Tổng thống Mutharika là một nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới đã bị chỉ trích đã theo chủ nghĩa gia đình trị và đã điều hành nền kinh tế sai lầm trong những tháng gần đây.
Ông Mutharika đã rõ rệt muốn người em trai đang làm ngoại trưởng lên thay thế, và ông Peter Morica cũng đã thường chứng tỏ mình là người điều hành quốc gia trong lúc tổng thống vắng mặt. Tin tổng hợp tình hình bạo động ở Syria. Bạo động ở Syria trong ngày hôm qua đã làm ít nhất 27 người chết. Cho tới lúc này, không có dấu hiệu nào cho thấy chế độ al-Assad giảm bạo động kể từ ngày chấp nhận chương trình hòa bình 6 điểm của ông đặc sứ Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan. Cách này trên một tuần và chỉ còn 4 ngày nữa là hạn chót chế độ phải rút quân đội, xe tăng, vũ khí hạng nặng ra khỏi thành phố và thị trấn trong nước. Quân đội tự do Syria cho biết đã gặp phái đoàn của ông Kofi Annan trong tuần này và xác định sẽ ngưng bắn nếu ông al-Assad rút quân đội và xe tăng của ông ta về căn cứ quân sự trước ngày 12 tháng 4. Theo sự đồng ý với ông Kofi Annan, chế độ al-Assad sẽ rút quân ra khỏi thành phố vào ngày 10 tháng 4. Sau đó, quân đứng dậy phải ngưng chiến trong thời gian 48 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Ban Ki-moon đã mạnh mẽ lên án chính phủ Syria, nói rằng tình trạng bạo động hiện còn đang tệ hại hơn nữa. Các khu vực cư dân vẫn còn tiếp tục bị tấn công mặc dù Damascus hứa hẹn sẽ hoàn toàn rút quân. Video đưa lên các trang web xã hội trong ngày hôm qua cho thấy quận Karabis của thành phố Homs đang bị pháo kích. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết vụ pháo kích đã làm ít nhất 10 người chết. Quân đội al-Assad cũng tấn công quân đội tự do ở thị trấn Douma, có 2 quân nhân tử thương. Các trận giao chiến tại thị trấn Anadan nằm với phía bắc thành phố Aleppo làm 7 thường dân và 4 quân nhân tử thương. Pháo kích ở thành phố Hama làm 3 người chết. Một khúc video thu từ thị trấn Al-Sora cách thành phố Dera khoảng 20 cây số. Dân chúng đã xuống đường biểu tình, hô to những khẩu hiệu nói rằng quốc tế không nên tin tưởng lời hứa của ông Bashar al-Assad. Quân nhân đảo chánh ở Mali đồng ý trao quyền cho Chủ tịch Quốc hội, tin từ Bamako. Nhóm quân nhân đảo chánh ở Mali đã đồng ý với những nhà hòa giải của nước lân bang trao quyền lại cho dân sự. Hiệp ước đã đạt được sau khi quân ly khai người Tuareg chiếm cả miền Bắc tuyên bố thành lập quốc gia độc lập. Tuyên bố độc lập của dân miền Bắc đã bị cộng đồng quốc tế bác bỏ. Sự ra đi của nhóm quân nhân đảo chánh là điều kiện để 15 nước ECOWAS giúp giải quyết cuộc khủng hoảng. Một bản tuyên bố dày 5 trang đã được ký kết giữa các nhà hòa giải và đại quý Amado Sanogo là người lãnh đạo cuộc đảo chánh. Theo bản tuyên bố, Tòa Bảo Hiến đã chỉ định Chủ tịch Quốc hội lên làm Tổng thống lâm thời và sẽ tổ chức bầu cử trong thời gian 40 ngày. Ngoại trưởng Desiree Basso của người Burkina Faso là người đại diện của ECOWAS trong cuộc dàn xếp tuyên bố Tổng thống Alassane Ouattara đang làm Chủ tịch khối ECOWAS đã thông báo sẽ nhanh chóng nhấc bỏ cấm vận đối với Mali. Để áp lực lên nhóm đảo chánh trao quyền lại cho dân sự, các nước ECOWAS đã đóng cửa biên giới, phong tỏa các chương mục của Mali, cấm vận du lịch và phong tỏa tài sản của những người lãnh đạo đảo chánh. Bản hiệp ước không nói rõ ngày nào đại quý Sanogo sẽ trao quyền lại cho Chủ tịch Quốc hội Dion Kouda Traore. Bản hiệp ước xác nhận Tổng thống Amadou Toumani Touré đang ẩn trốn phải chính thức tuyên bố từ chức và có thể an toàn trở về với gia đình. Với tình hình ở Mali hiện giờ, khó biết có thể tổ chức bầu cử được hay không. Qua bản tuyên bố độc lập ngày hôm qua, phong trào quốc gia giải phóng Akwaza, gọi tắt là MLNA, đã liệt kê những sự đối đãi bất công của chính phủ Mali đối với người Touré. Tuyên bố công nhận biên giới với các nước lân bang thành lập một quốc gia dân chủ Azawad dựa trên bản hiến chương Liên Hiệp Quốc. Dân quân MNLA đã chiếm thành phố Gao, thành phố thương mại thời cổ Timbuktu và các thị trấn khác ở miền Bắc trong vòng thời gian 72 tiếng đồng hồ. Quân dân Mali hoặc là ra đầu hàng hay bỏ chạy. Sự công tác quân sự giữa MLNA và dân quân Hồi giáo Assadam có chủ trương áp dụng lực Hồi giáo trong việc chiếm Bắc Mali tạo sự lo ngại và sự ổn định các nước trong vùng. Người dân Cuba ở thủ đô Havana cử hành lễ rước thánh giá, tin từ Havana. Lần đầu tiên trong nửa thế kỷ, người Công giáo Cuba đã có thể tổ chức lễ rước đàn thánh giá, tưởng nhớ diễn tiến trong ngày Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự. Giáo hoàng Benedict XVI đã đến thăm Cuba trong cuối tháng trước và đã yêu cầu chế độ Cộng sản Cuba cho phép người Công giáo nghỉ lễ phục sinh. Đường phố thủ đô Havana đông đảo tín đồ xuống đường, bước theo pho tượng Chúa Jesus vác cây thập tự. Cộng sản Cuba đã cấm các ngày lễ tôn giáo sau khi lên cầm quyền năm 1959.
Vào năm 1998, sau khi giáo hoàng John Paul viếng thăm Cuba, ông Fidel Castro đã công nhận ngày Giáng sinh là ngày lễ ở Cuba. Và qua chuyến thăm vừa qua của giáo hoàng Benedict mới đây, ông Raúl Castro đã tuyên bố ngày thứ sáu tốt lành là ngày lễ của ở Cuba. Ông Humberto Bonet, 73 tuổi, nói, ông ta cảm ơn chính phủ đã cho người Công giáo có dịp nhớ tới ngày lễ quan trọng này. Nhiều người đã mặc đồ trắng đi theo đám rước. Cô Aida Rodriguez nói con đường đưa Chúa Jesus đến nơi đóng đinh là một phần trong đời sống của người Công giáo. Con đường Via Dolorosa dài khoảng 800 thước đi xuyên qua khu Havana cổ đã được UNESCO tuyên bố là di sản thế giới. Lễ rước thánh giá đã bị cấm ở Cuba từ năm 1960. Đảng Cộng sản Nga xuống đường phản đối ông Putin, tin từ Moscow. Khoảng 1.500 đảng viên Cộng sản đã tập trung tại thủ đô Moscow phản đối chính phủ cho phép NATO dùng một căn cứ không quân tại thành phố Ulyanov nằm trên bờ sông Volga để làm trung tâm tiếp liệu cho quân đội ở Afghanistan. Vẫy cờ đỏ và những biểu ngữ tố cáo chính phủ đang bán nước. Người biểu tình tập trung nghe ông Gennady Zyuganov là chủ tịch đảng Cộng sản Nga diễn thuyết. Ông Zyuganov nói rằng nhiệm kỳ thứ ba của ông Putin sẽ là nhiệm kỳ bán nước. Chưa nhậm chức, ông Putin đã cho NATO đặt căn cứ trên dòng sông Volga, là dòng sông mẹ của quốc gia, vào thành phố Ulyanov, là thành phố quê hương của nhà lãnh đạo cách mạng Vladimir Lenin. Đây là lần đầu tiên qua lịch sử trên 1.000 năm Nga đã để cho ngoại quốc đặt căn cứ quân sự trong lãnh thổ. NATO đã đề nghị Nga cho dùng căn cứ để có thể tiếp tế cho quân đội NATO ở Afghanistan bằng đường hàng không và bằng đường sắt từ tháng 5 năm 2011. Nhưng nội các Nga chưa thảo luận tới đề nghị này. Trong tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố chấp thuận đề nghị. Đảng Cộng sản Nga cho rằng để NATO đặt chân tới thành phố quê hương của ông Lenin là một hành động thách thức đối với họ. Và vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị đừng rời màn hình. Thái Sơn sẽ trở lại với phần tin Á Châu sau phần thông tin thương mại sau đây.